Chào mừng quý khán thính giả đang có mặt tại kênh tin tức của bản tin này. Chấn động và giật mình khi bà Sáu chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Kính thưa quý vị khán thính giả của bản tin, nghệ sĩ ưu tú Hồng Bào nghe cũng oai và kêu lắm đúng không? Chắc hẳn sẽ có nhiều khán giả sẽ rất bàng hoàng khi nghe được thông tin bà Sáu Bào được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghe mà lú thật, không biết sở văn hóa cấp hay là sở tai họa cấp đây nữa. Bà mà là nghệ sĩ ưu tú thì sóng gió sẽ ập đến, Sáu sẽ trở thành nghệ sĩ ưu tú đầu tiên của cải lương Việt Nam bị cấm sóng. Và cụ thể như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta đã biết Ti Phượng Gia là người thao túng toàn bộ sự việc, nhưng khởi nguồn mọi chuyện trong drama này là bắt đầu từ bà Sáu Bào. Không chỉ tranh chấp với một mình Hồng Loan, mà bà Sáu còn muốn tranh chấp với tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Võ. Ban đầu, bà Sáu muốn Hồng Loan và Phượng Ve đồng sở hữu toàn bộ tài sản của cố nghệ sĩ để lại, chứ không muốn chia cho một ai. Tức là các anh, em và các cháu khác trong nhà Hồng Loan. Nghe vậy, thấy bà Sáu quá ích kỷ, dù gì tài sản cũng không phải là của bà Sáu Bào và Phượng Ve, thì Sáu lấy cái tư cách gì mà can thiệp vào? Nên Loan đã thẳng thắn bác bỏ ý kiến của bà Sáu, vì trong gia đình nhà họ Võ còn có rất nhiều người. Phượng Ve mà muốn đồng sở hữu thì đi tìm ông già họ Lê tên Quan Thị Minh mà đòi đồng sở hữu với con cái và vợ chính thống của ông ta. Mình là cái thứ con của vợ bé, con của Tiểu Tam. Nếu như cái chuyện cháu gái đi tranh chấp với con gái của cậu nó không nổi tiếng, thì cái chuyện con quan của vợ bé đi đòi tranh chấp tài sản với con cái chính thống và vợ lớn mới chấn động. Ve ơi, cam đoan Ve làm được như vậy thì Ve sẽ lưu danh sử sách muôn đời. Ca sĩ đồng sở hữu ngàn đời sẽ gọi tên Phượng Ve. Ở đây, những khán giả không theo dõi drama ngay từ đầu thì sẽ thắc mắc Hồng Loan quyền thừa kế thứ nhất, bà Sáu quyền thừa kế thứ hai, Ve quyền thừa kế thứ ba. Tại sao bà Sáu Bào không đòi đồng sở hữu với Hồng Loan cho nó cận quyền thừa kế, mà lại chọn Ve làm người đại diện? Đơn giản là vì cái quá khứ đáng quên của bà Sáu Bào. Bà Sáu vì tin lời một người đàn ông nào đó đã nhẫn tâm gạt cố nghệ sĩ, rồi ký giấy cho ngân hàng phát mãi căn nhà từ đường của cha của mẹ để lại. Đúng là cái thứ con gái mất dạy, và cũng thật đúng với câu nói không đẻ con gái đời không nể. Thứ con gái như bà Sáu thì nở mặt nở mày từ đường quá. Ngàn đời ai cũng sẽ nể bà Sáu, quá khứ của bà ta. Nể bà Sáu vì bà Sáu có cái biệt danh là bán bất động sản. Còn hiện tại thì người ta nể bà Sáu vì cái tài dạy dỗ con cái của bà Sáu. Sáu đã dạy ra một đứa con gái vô cùng trơ trẽn và sống không cần sĩ diện. Dù bản thân Phượng Ve là một ca sĩ, bà Sáu cũng là một nghệ sĩ, đường đường là em gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một ông hoàng cải lương hồ quảng, nhưng Sáu gần như là tàn hình khỏi showbiz trong suốt một thời gian rất dài. Nhờ cái drama lần này mà tên tuổi của bà Sáu được nổi trở lại, nhưng tiếc là Sáu lại nổi như lục bình trôi. Xong, Sáu bị chỉ trích vì quá tàn nhẫn và ác độc khi muốn chiếm tài sản của con gái anh trai mình. Hồi anh trai còn sống, bà Sáu đã được cố nghệ sĩ cho rất nhiều tiền để trả nợ rồi, có thể là di chúc sớm mà anh trai đã tặng cho bà Sáu. Nhưng khi anh trai qua đời, bà Sáu lại nở lòng nào đối xử với con gái của anh mình. Đứa cháu gọi mình bằng cô như thế, bà Sáu cờ bạc. Bà Sáu lô đề tới mức phải mất đi sự nghiệp, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Con ma cờ bạc nó vẫn còn bám vào người của bà Sáu cho đến khi bà Sáu chết mà thôi. Ngày xưa, cố nghệ sĩ có câu hát dòng đời trôi theo, mãi theo thời gian, thương Hồng Loan tuổi thơ nhiều ngang trái. Hôm nay, đắng cay phơi bày. Thưa quý vị, vừa rồi là một câu hát trong một tuần cải lương mà cố nghệ sĩ đã hát với nghệ sĩ Phượng Mai. Trong câu hát có xuất hiện tên của Hồng Loan, lại vô tình khá trùng hợp với cuộc đời của Hồng Loan hiện tại, nên đã được khán giả chia sẻ lại rất nhiều, để cho thấy được là sự áp bức của mẹ con Phượng Ve Sáu Bào nó tàn độc tới cỡ nào. Và cũng với giai điệu câu hát vừa rồi, chúng tôi đã viết lại một lời mới để tặng riêng cho bà Sáu Bào như sau: chiều chiều Sáu đứng trong chờ lô, xem chiều nay ra là số mấy, trúng hay sẽ là thêm nợ thêm nặng, thấy con chó già mà vẽ ra là con chó con, thế là báo mất căn nhà.
Thưa quý vị, vừa rồi câu nói nó thể hiện cho chúng ta thấy cái khung cảnh vào lúc 16:30 chiều hàng ngày, bà Sáu sẽ trông ngóng một điều gì đó gọi là thần số học. Một là ăn cả, không thì lại ngã vô nợ của xã hội đen. Và kết quả thì quý vị cũng đã biết là bà Sáu đã bán mất căn nhà từ đường của cha mẹ mình để lại. Nghệ sĩ mà như vậy đó, coi mà có nhục không? Và cũng vì những điều này mà xưa nay bà Sáu đã không còn đi hát nữa. Một là do đã già, hai là do cờ bạc quá, sợ đang hát mà bị xã hội đen nó đến phá rạp, nên đành phải bỏ nghề. Nhưng buổi tối live show vừa rồi, trên cái sân khấu của Thái Gà bà Sáu đã bất ngờ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thật chấn động. Một vị MC Tây Ngang đã gọi bà Sáu Bào là một nghệ sĩ ưu tú. Nghe tới đây thì quý vị cũng đã hiểu vì sao bà Sáu được trở thành nghệ sĩ ưu tú rồi, đúng không vậy? Đó là sự thiếu chuyên môn của một người làm MC trong tình huống này. Không biết là Phượng Ve có bỏ tiền ra để tác động đến nam MC đó hay không, nhưng trước mắt là thấy nam MC này nói chuyện rất kém, không chuyên nghiệp, ăn nói cứ lắp ba lắp bắp, không có sự lưu loát nhất định của một MC cần có. Một chương trình bán vé cho khán giả mà để một người như vậy dẫn chương trình thì rõ ràng là đang coi thường khán giả rồi còn gì. Nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu cho nhà nước phong tặng đến những người nghệ sĩ đã có đóng góp và cống hiến cho nghệ thuật. Và bà Sáu Bào đã có cống hiến hay đóng góp gì? Đầu tiên, đạo đức Sáu không có. Thứ hai, liêm sĩ Sáu cũng không. Thứ ba, nhân cách thì vô cùng thối nát. Thứ tư, ngôn từ thì siêu dơ. Thứ năm, đời tư thì cái này phải nói là nó đang rối như tơ nhện. Nào là sạc pháp, nào là quang minh Việt Nam, đủ thứ các loại đàn ông trên đời. Đóng góp, cống hiến đối với bà Sáu chắc chỉ là đóng góp một đống nợ. Và cống hiến đó là cống cho đời một con phượng ve vô cùng mất dạy. Đóng góp như bà Sáu thì thôi, cảm ơn, Sáu tự đóng gói mang về nhà của mình và dùng đi nhé. Không ai cần cái thứ cống hiến như vậy đâu. Với một sự báo động trầm trọng về đạo đức như thế thì thật sự cần phải có sự can thiệp của các cơ quan chức năng để mà cái bè lũ cần cần này ngưng ngay những điều, những trò thách thức khán giả. Nếu như sự lỡ miệng của nam MC này là một sự vô tình và thiếu hiểu biết cá nhân thì còn có thể bỏ qua. Còn mà nếu đây là một sự sắp xếp cố tình lỡ lời để mà thách thức khán giả thì không nên làm những chuyện xà lơ như vậy đâu. Và chuyện này cũng không thể làm lơ cho nó diễn ra tiếp tục. Hôm nay là nghệ sĩ ưu tú, nhưng hôm sau không khéo lại lên nghệ sĩ nhân dân luôn. Không chừng đúng là trơ trẽn, thích đánh tráo khái niệm. Và thưa quý vị, nhìn lại câu chuyện này, có thể nói kiếp này có phước lắm mới được làm người thân của một người nhân đức rộng lượng như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan. Tại sao mà Phượng Ve và bà Sáu Bào lại phí như vậy? Có đáng hay không? Quá đáng tiếc đúng không? Thưa quý vị, bản tin này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những phần tin tiếp theo.